Chào mọi người đang xem kênh Behind TV của mình. Hôm nay mình mua được con vịt này để mình làm món vịt quay lá mốc mật cho ba tụi con ăn thử nha. Mình sẽ cho vô thêm trong này một chút rượu nó ăn đi, rửa vịt này của mình nha mọi người. Rượu chứ. Mình sẽ rửa vịt này của mình bằng rượu nha. Rửa mấy cái kẹo kẻ này từ kẻ luôn nha mọi người. Cho nó sạch. Cho nó thơm con vịt của mình nha. Cho nước rượu đi trong bụng nó mình rửa luôn. Hôm nay mình sẽ làm quay với lại là lá mốc mật nha. Giờ mình sẽ đi chuẩn bị xong. Muối của mình đâu? Mình sẽ cho trong đây 2 muỗng muối. 1 muỗng. 2 muỗng. Đường thì mình cũng sẽ cho vô trong này 2 muỗng luôn nha. Tiếp theo đó là 2 muỗng bột nêm gà nha. 1 muỗng. 2 muỗng. Mình không có bột tỏi, mình sẽ thay bằng tỏi tép. Mình cứ để gì để vô bụng con gà nha. Tiếp theo đó là 1 muỗng ớt bột. Đây là bột hủ di phương nha mọi người. Mình sẽ cho vô chút xíu bột hủ di phương. Nước tương nha mọi người, đây là nước tương. 1 muỗng. 2 muỗng nước tương. Tiêu. Còn cái này là hành tím cắt lát mình cũng cho vô luôn. Giờ mình sẽ cho vô trong bụng con vịt này nha. Giờ mình sẽ cho sốt vô. Rồi, đổ cái tay vô. Massage. Đó, bây giờ mình đã thấy trong này nó đều rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho lá mốc mật tươi trong này luôn nha. Nếu như mà mình có lá mốc mật tươi thì nó sẽ im hơn, nó sẽ thơm hơn nữa nè. Để kiếm cái xiên mình xiên nó lại nha mọi người. Đây nha mọi người, sau một hồi lằn lằn mò mò thì là mình cũng đã treo được cái con vịt của mình nó lên như thế này rồi nè mọi người. Để quay xa ra cho mọi người coi. Đó, mình sẽ treo lên như thế này để cho con vịt của mình nó gáo nha. Để cho nó gáo rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu cái nước để mà mình xối lên cái con vịt này, xong rồi mình sẽ để tới chiều phơi nó như thế này tới chiều để cho nó khô da lại rồi mình đem đi nướng nha mọi người. Giờ mình sẽ cho vô trong này khoảng 500ml nước, cho vô trong này thêm một ít giấm nữa. Rồi thêm 2 muỗng muối, chút xíu mật ong nữa để mình nấu nước, mình quét luôn con vịt nha mọi người. Quậy cho đến khi nào nước nó sôi lên, nó tan hết muối trong này là được. Cái bắt đầu mình sẽ xối từ từ lên trên con vịt của mình nha. Cách này thì nó giúp mình quay ra cái da con vịt hồi ngon lắm. Đấy, vậy là mình sau khi mà con vịt nó được lưới hơn thì nó nhìn nó bóng hơn nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ để cho nó khô nha. Mình sẽ phơi nó như thế này từ bây giờ cho tới chiều. Ăn chung với vịt quay hôm nay á, thì mình sẽ làm thêm kim chi dưa leo. Nhà mình còn 3 trái thì mình sẽ làm hết 3 trái dưa leo này luôn nha. Dưa leo sau khi mà được cắt khúc ra rồi á, thì mình sẽ chẻ ra nó làm tư. Còn dính lại như thế này là được nha mọi người. Mình cứ chẻ ra y chang như vậy nè, hết tất cả các khúc còn lại luôn. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm cái kim chi dưa leo này á. Bây giờ mình sẽ cho dưa leo vô trong thau. Rồi mình sẽ cho vô trong đây khoảng 30g muối và thêm 150ml nước nữa nha. Xong là mình sẽ để đây ngâm khoảng tầm 2 tiếng. Sau 2 tiếng thì mình sẽ làm kim chi nha mọi người. Rồi, cái con vịt này bây giờ mình đem đi nướng nha mọi người. Thôi thôi thôi. Cái này là đáng lấy ra là cái gì vậy? Rồi, thì đây cắm vô được rồi, cũng mở đi. Rồi, mình xuống đây đỡ vịt nó mới ấy hơn nè. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nướng con vịt này. Dự kiến là nướng con chắc 2 tiếng quá. Nướng con vịt này chắc 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Bây giờ là 5-6 giờ để coi nướng vịt này sẽ mấy giờ nha. Đây nha mọi người, cái này là dưa leo mình ngâm muối đã được 2 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đổ nó ra cái gỗ để cho nó gáo nước nha. Giờ mình chỉ cần đổ nó ra cho nó gáo nước là được, chứ không có cần rửa nha mọi người. Mà để dưa leo nó gáo nước chút xíu thì mình sẽ chuẩn bị cái thau để làm gia vị kim chi. Ở đây mình có một chút xíu rừng và một muỗng tỏi băm. Mình cho trong này khoảng 3 muỗng ớt bột, một muỗng dầu mật ong với lại là một muỗng mắm tép nữa, rồi mình sẽ trộn lên là mình đã được cái gia vị kim chi. Đó, sẽ cho hẹ vô đây, một ít hẹ, hành lá nữa. Đó. Rồi cuối cùng là sẽ thêm một ít hạt mè nha mọi người. Đây là hạt mè nha. Mình sẽ trộn nó lên. Trộn cái sốt của kim chi dưa leo này lên nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cho dưa leo vô nha. Dưa leo.
mình cho hết dưa leo vô trong này đi. Xong nữa là rồi. Giờ mình sẽ nhét vô trong chén giữa nha mọi người. Giòn gì dài rồi đó. Cho nên cam đủ đâu kia đâu gì sao. Đó, mình sẽ nhét cái gì nha mọi người. Mấy cái còn lại thì mình cũng nhét y chang này luôn nha. Nhét từng kẻ nó cho nó thấm hết. Cái này không biết ăn thử liền được không ta? Ba tuần hai. Dạ bôi có ba lô một cái gì sao? Chiếc kim chi vô leo này là mình không có cần ấy. Mình ăn liền luôn nha mọi người. Cái này ăn liền. Vậy là đúng bài. Chúng nó ăn với cái này đó. Ok. Chúng nó ăn với vịt quay là đúng bài luôn rồi mọi người. Nên nha mọi người, thì đã làm xong được kim chi heo rồi nè. Giờ đi cho ba đúng không? Đi, cho ba đúng không? Vậy. 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 À đây á. Rồi, vậy là mình đã được cái mẻ kim chi đó nha mọi người. Chúng nó ăn hứa lắm nha anh chế. Ok, xong rồi nha mọi người. Xong kim chi dưa leo của mình rồi đó nha. Sau khoảng tầm 2 tiếng. Trời ơi, nữa à, Tết nữa. Sau khoảng tầm 2 tiếng thì con vịt quay của mình nó cũng đã vàng khè luôn rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Vô. Đấy, con vịt quay của mình sau 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Hơi nóng nha mọi người, nóng lắm nha. Cái này nở lên bao đây đừng cho nó kẹt. Ô, cũng ngon ngon. Chơi gì luôn. Trời chảy nước hết rồi. Nó có nước ở trong á. Y như vịt quay quán chưa? Giờ mình sẽ bỏ nó lên đây nha mọi người. Cái này là chấm khét nè. Ok. Ok. Rồi đây là cái con vịt quay mình quay nãy giờ nè mọi người. Vàng khè luôn. Bữa nay mình có món vịt quay lá mốc mật ăn chung với dưa leo kim chi nha. Chào mọi người, đây là Mì Hân TV của mình nha. Hôm nay mọi người ăn vịt quay lá mốc mật nha mọi người. Chào con chào nhau nha. Đây là vịt quay tại nhà. Basketta. Giờ mình sẽ bẻ cái đùi lên nha mọi người. Cảm ơn. Nó nóng dữ thiệt luôn á. Không còn ai dành cô câu được chứ. Cô bị cô giật. Rồi. Trời ơi, ông nội ơi. Cái này mình có lá mộc mật ở trong. Quá trời quá thầy ơi. Đây nè. Hồi em gặp hết là trời. Quá trời cái đất trời mọi người ơi. Mà nó ăn xong cái đất là ổng. Mình sẽ trâu u nó mềm. Để cái cánh nha mọi người. Ôi ôi. Mình lên miếng có một ổng quét một cá thay giòn. Có gì đó. Một ổng. Cái này nãy em nấu gì rồi em. Tiếp không? 300 tiêu tàu. Em quá trời luôn á. Ha. Lóc mặt hơi mặn nha. Thì lóc mặt hơi mặn mà. Chưa ra hết, đáng ra là phải ướp từ hôm qua kìa. Rồi đó ăn hết là được. Mà mình ôm mấy ớt bữa nay á mọi người. Ớt nhiêu đó chưa đủ á. Nó sẽ thấm vô thịt á. Nó thấm vô thịt là nó ngon. Tự nhiên nó mất mặt để cho nó thơm thôi. Thôi biểu dắt dắt ăn chi. Có chấm mà. Bố tròn đó. Thằng nó còn ngon quá không biết đó. Mà tôi. Vô con. Sữa nó bê. Không có quá trời. Ba. Anh biết vậy. Có hai cái đùi luôn nha mọi người. Thật ngon nha mọi người. Vịt quay tại nhà ngon ha. Béo. Chỉ mình sốt quá thôi. Ok á.
Thật rất là thẩm thực. Ừ, nó sẽ chết. Ừ. Bà tụi con khen ngon mọi người. Kim Phúc có thể thẩm thực. Ừ. Thử làm chi dưa leo ạ. Ăn xong cái phô cậu đó là nghỉ ăn luôn. Đại cái chút chắc là lấy. Hay lắm. Tôi tự nhiên là thật tốt hơn là cả. Cho tụi con kêu là cắt kéo đi, xé bằng tay thịt nó dính lại hết trơn rồi. Đại cái chắc là. Ui, vậy rồi. Cái chắc là để. Ui. Trời ơi. Ui. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy? 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 Cái u nóng dữ thì chứ, chứ ăn ngon luôn, mình ăn cổ đi. Cổ ngon hơn dính quần hả? Tôi bị bệnh anh đều vì sao làm phải không? Bảy bảy đông thơm một ngày. Bà skin ham đâu bảo bảy đông thơm một cái. Cho đổ luôn. Đổ thì cầm đổ à. Ngon, dạ ha. Ngon. Chúng ta không biết gì. Ủa có mấy tiếng rồi nhưng mà nó kiểu cũng hơi thấm này ha. Cái thịt nó cũng hơi thấm đi trong này. Hai em đợi nhà ăn không biết nói nào. Cái bồ câu này gì à? Cái bồ câu gì ăn hả? Tại biết sao? Tao treo lên á, cái muối nó chảy xuống dưới đó. Thật ngon. Thật ngon? Ừ. 몰라. 옛날에 우리 오기 전에 감싸게 해줬지 이거. 거기 그거에 넣어서. 아니요? 아니. 어? 그 자기예요? 응? 어디 있는데? 응. 이렇게 아니야. 그죠? 이렇게 아니야. 여기 한번. 아니 그거 내가 한번. 근데? 아니에요. 오이. 어이 어이. 제가 크긴 큰일 나나 보다. 옛날에 안 먹던 오리 다리를 두 개나 먹고 있는 거야 제가. 응. 동현이가 예전에 손도 안 뗐잖아. 나 크긴 큰일 났다. 안녕 안녕. 네. 에이 다이야. 오너 너무 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 너무. 오빠 오늘도 갔다 와서 12시 온 거야? 그래서 이제 이제. 양다. 그래? 응. 언니야. 언제까지 12시 하는 거야? 양 뭐냐? 좋긴 하네. 너무 많이 먹이네. 응응. 입 털냐? 야 좋. 입 털. 아니 오늘 점심에 뭐냐면 거기 먹었어. 내가 집에 좀 많이 하다. 점심. 점심 먹고 퇴근했어? 응. 뭐야? 뭐야? 짜요? 짜요? 아니. 짠 좀 짭짤해야 돼. 밥하고 먹으니까. 좀 더 익어야 돼. 응. 나 찜 좀 더 좋은 좀 진짜 맛있는 거예요, 이거. 진짜 잘 담궜어. 빨리 황태형 오면 쟤. 응. 저 오기야. 저만 맨. 네. 저건 뭐야? 간장 소스? 이거 무 나고 간장 조금 나고. 오. 자, 넣는 거 ngon không? Ngon hả? Tại vì mình lấy cái nước trong bếp dung dịch đó mọi người. Để. Nhà mình bỏ thêm miếng nước tương vô nữa. Wow. 동현이가 좋아해. 뭐 좋아해? 껍데기. 아니 이거는. 얘는 맛이 좀. 날개 있어요? 없어. 그럼 나 못 먹었네. 왜? 이거. 이거 자기. 네. 이렇게 남이 양네? 기다리고 있어요. 날개야 먹고 이. 어이. 맛있다. 맛있어? 진짜 맛있다. 어이. 응. 얘네 먹어 비리지 형. 얘는 거. 나도 봐도 먹어. 먹어 안 먹어. 요거 먹어. 아니 난 먹어. 요거 먹어. 왜? 어우. 조심해. 요거 먹어. 근데. 잠깐. 그럼요. 형이 안 돼. 이제 내 돈이야. 이제 내 돈 뭐 있어 형이야. 니 자 해요. 그거 뭐지? 뭐 바로 또 안 돼. 방금 누구? 아 근데 나 biết món gì tướng này đâu. 아 근데 내가 이거 다 안 돼. 담아 뭐. Thằng giống như là canh gặm xăm vậy á. Chứ người ta đâu có biết món vịt này đâu. Ngon quá. Ớt dưa leo.
Để thử miếng thử ăn, bây giờ người ta muối thôi nè. Tưởng cái này nào? Đúng nó. Cái này nè. À cái này hả? Ừ. Từ từ, đũa bỏ đây. Để nó vét cái này ăn à, hay là ăn chung? Vét ăn không á. Trời ơi, còn cái này ngẩn, bấm tép cái mặn á. Không có bụi nữa. Chưa có chay rồi, ăn nhiều. Ăn nhiều chay rồi. Một lịch chúng ta đây. Ừ. Đấy, cái này mà cậu ui sao vậy? Cái này ụt vào. Ừ mẹ. Cho không nguyên cái đít này luôn đi. Đó là bụi á. Ý. À, anh em bụi cốt biết thăng vào đồ sốt. Nè, nè. Cái gì ra nữa. Bỏ lá ra. Bỏ lá ra. 15 phút nữa. Trời ơi, cái nó thật là cái thịt này ngon á. Thử miếng ăn. Ừ. Ừ, ngọt. Nè, thử miếng thịt nè. Nó ngon. Trời ơi, mà nó nóng. Trời ơi, bà tụi hồi tới muối khí thế luôn nha. Nóng dữ không nội. Ừ. Nó nóng mọi người. Mình mua con vịt này là 16.000. Tính ra, tính ra tiền Việt mình là như ta 300.000 nha mọi người. 300.000 mà con vịt quay ở Việt Nam mình như ta cũng 200-300 đúng không? Con gà 250 rồi. Con vịt quay là 250 rồi đó. Rồi nhưng mà dao mở quá mình bỏ quá. Nhưng tầm xuống kia cái mày rồi sao? Ừ. Vịt quay nó có chút xíu à. Nó mà lắm. Cũng nó mày rồi toàn. Nửa vịt này à? Vịt này nói chắc có 3 tiếng mấy à? Ừ. Trời ơi, trời ơi. Ok. Thật ngon nha mọi người. Và tụi hai khen ngon. Trời ơi. Dưới thần nha. Cái viên mỡ nha. Được không? Lúc bột luôn. Càng cái mời mặt mấy ký. Nè, lấy thịt ấy ăn đi. Không có chạy nè. Để tao nói nguyên sản cái phí các bạn. Kiếm bạn đâu chẳng được. Đúng rồi. Dịch Việt Nam là kiểu như tập thể dục nhiều, dịch này là dịch ăn sao không vận động á mọi người. Ăn ăn không. Ăn với rau răm rồi chấm thêm muối với tây ninh nữa, trời ơi tao nói không. Thôi mà có bằng hả chứ sao. Bụt. Nè. Trời ơi, chạy đi. Ừ, qua cái. Cô Duyên không mạnh thôi. Thì người ta đi ăn thịt nướng nữa rồi. Ý cô cũng đi mà xích chê. Ngon nha. Trời, lấy cái kéo lên rồi. Cái kéo. Nó không cứu chứ thôi. Rồi, bye bye mọi người đi, non quá. Trời ơi. Ngày mai kho gừng ăn quá mọi người. Mai kho lại gừng. Ba người mà ăn được. Còn nửa vịt không ta, không được nửa vịt, còn ba vịt thôi. Hai ký rưỡi còn ký, còn nửa ký nha mọi người. Cái này mai chắc là mình khui gừng lại ăn nha. Rồi có 11 video cả nhà mình nha. Hẹn gặp video sau, bye bye. Bye bye.